Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Cường Thận Khang. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Cường Thận Khang cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Cường Thận Khang Kỳ tử 900mg Sợi tơ hồng 750mg Nhục thông dung 600mg Dâm dương hoắc 600mg Cây mâm xôi 150mg Bạch thực 150mg Cam thảo 150mg Đương quy 150 mg. Công dụng: Hỗ trợ bổ thận, tráng dương tăng cường chức năng sinh lý nam. Hỗ trợ cải thiện sinh lý ở nam giới. Hỗ trợ giảm các triệu chứng đau lưng, mỏi gối, thận hư, thận yếu. Chỉ định: Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, người có các triệu chứng đau lưng, mỏi gối, thận hư thận yếu. Cách dùng: Sản phẩm dùng đường uống liều dùng ngày uống hai viên sau ăn tối chống chỉ của cường thận khang không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm lưu ý khi sử dụng cường thận khang đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm cường thận khang đồng thời biết cách sử dụng cường thận khang, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.